Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Giới tử vi tiết lộ bất ngờ cuộc đời Mậu Thân 1968. Từ 57 đến 70 tuổi, thần tài báo mộng, tiền vàng chặt két, từ nay tới già, vinh hoa phú quý. Quý vị thân mến, đôi khi gió nhẹ thoảng qua, đảo lộn cuộc sống khiến ta buồn lòng. Dòng đời vẫn đục khơi trong, ai ai cũng muốn cầu mong an lành. Nỗi buồn có ngọn có ngành, mỗi cây mỗi quả tươi xanh tùy người. Tốt duyên vui vẻ tươi cười, xấu duyên cay đắng rã rời tâm can. Nhiều lúc một mình khóc than, tiếc cho duyên kiếp gian nan sự đời. Khổ đau chẳng nói nên lời, chôn vùi thầm kín kêu trời thấu chăng. Nhân quả phán xét công bằng, luật trời định số biết rằng khó qua. Nhưng đời ai muốn xót xa, cầu mong an lạc đó là đương nhiên. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng tử vi ngày hôm nay. Tử vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng tử vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu, trời sinh mỗi người mỗi số phận riêng, không phải ai sinh ra trong nghèo khó sẽ nghèo khó mãi, cũng không phải ai sinh ra trong nhung gấm lụa là thì cả đời sẽ an nhàn, sung sướng, mà tất cả đều có sự luân hồi chuyển dịch giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, cũng nằm trong vận trình như vậy. Tử vi học có nói rằng, số người tuổi này được định sẵn là tuổi trẻ lam lũ vất vả đủ đường, nhưng chỉ cần có ý chí nghị lực vượt khó thì từ 57 tuổi nhất định sẽ gặt hái được quả ngọt, nhận lọc vàng trời ban, tiền bạc kéo về làm đâu thắng đó, đường đời sống thanh thang. Vậy vận trình cụ thể của người tuổi này sẽ diễn ra như thế nào? Từ diễn biến 57 đến 70 tuổi có điều gì cần chú ý hay không? Thì ngay sau đây là lá số tử vi chi tiết, xin mời quý vị hãy chú ý theo dõi nội dung video. Bất ngờ cuộc đời Mậu Thân 1968. Từ 57 đến 70 tuổi, thần tài báo mộng, tiền vàng chặt két, từ nay tới già, vinh hoa phú quý. Đầu tiên, tử vi xin được gửi đến quý vị và các bạn bố cục của quẻ luận ngày hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968. 2. Vận mệnh người tuổi Mậu Thân 1968. Diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 57 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Mậu Thân 1968. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của người tuổi Mậu Thân 1968. Thân là con khỉ, thuộc con giáp đứng thứ 9 trong 12 con giáp phương Đông. Theo quan sát dân gian, bì vốn là loài vật rất thông minh, nhanh nhẹn. Vì vậy, người mang tuổi này được cho là nổi bật với tài trí, sự khéo léo linh hoạt và giỏi giao tiếp. Đặc biệt các mệnh chủ Mậu Thân 1968 mang mệnh đại trạch thổ là những người tính tình kiên định. Họ không bị dao động trước những lời đàm tiếu hay gục ngã trước những khó khăn, luôn luôn tìm cách giải quyết công việc một cách nhanh nhất. Tuổi Mậu Thân thường là những người sống rất tốt, nhưng không giỏi biểu hiện ra bên ngoài, là tuýp người ham học hỏi và học rất nhanh. Những người tuổi Mậu Thân là những người rất thông minh, có tài ăn nói, ngôn ngữ, có tâm hồn bay bổng, suy nghĩ nhiều, nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc. Thế nên họ rất thích hợp với các công việc thoải mái, không bị gò bó bởi giờ giấc,
nếu sinh được giờ tốt, thì số lại là người có chức, có quyền. Người sinh năm 1968 thường bị xung khắc với người thân trong gia đình. Vì vậy, nếu muốn làm ăn, buôn bán lớn, nên tránh kết hợp với người thân, không được nhiều người yêu mến. Nhưng nếu ai hiểu họ thì người đó rất quý trọng và kính nể họ. Cuộc đời người Mậu Thân không quá giàu sang, nhưng cũng no đủ bậc trung, nên chú trọng làm việc thiện để tích đức lúc về già. Nữ giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời sung sướng và có nhiều điều tốt đẹp, phần tiền vận có nhiều lao đao, thời kỳ hậu vận có lo buồn. Thời kỳ trung vận được hưởng nhiều sung sướng, phần gia đạo của nữ giới Mậu Thân được yên hòa. Nữ giới tuổi Mậu Thân có đường công danh chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Từ năm 40 tuổi trở đi, sự nghiệp của bạn được vững chắc, phần tiền bạc có nhiều điều tốt đẹp và dư dả cho cuộc sống. Nam giới tuổi Mậu Thân có cuộc đời không được tốt đẹp vào thuở nhỏ, về thời kỳ trung vận thì được tốt đẹp và đầy đủ về tiền bạc. Cuộc sống vào thời kỳ hậu vận cũng được an nhàn đôi chút nhưng vẫn rất khổ tâm. Thời kỳ tiền vận cuộc sống lao đao, thời kỳ trung vận có kết quả về tài lộc, thời kỳ hậu vận an nhàn sung sướng. Vận trình vận mệnh của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch. Tháng 1 âm lịch là người hoạt bát năng động, tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật, ốm đau lặt vặt. Xem vận mệnh người tuổi Thân theo tháng sinh âm lịch, sinh vào tháng Giêng. Người này sức khỏe tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực. Tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người tuổi Thân sinh tháng này, nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này không tồi, song cũng vẫn có điểm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Tháng 2 âm lịch, người tuổi Thân sinh vào khoảng thời gian này, tính tình có phần cố chấp. Tuy được ơn trên ban phước, quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Tháng sinh này khiến cho bản mệnh tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực, cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều, nhưng quan lộc không bền, tài chức, tài vị không được lâu dài. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do tuổi Thân bị tiểu nhân quấy phá, tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình. Vậy nên mệnh chủ hãy nên thận trọng, cẩn tắc vô ấy nấy, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà gạt bỏ hết những nguy cơ tiềm tàng phía sau đó. Tháng 3 âm lịch, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn của để nên cũng hỗ trợ được phần nào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng mở, có thể theo nghiệp kinh doanh. Họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn, mà được hưởng hạnh phúc tiêu diêu tự tại. Con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc. Sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội, hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng tương kính như tân bên nhau bạc đầu dài lão. Tháng 4 âm lịch là người thông minh tài trí. Họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lấn át lý trí, nên hung cát đan xen. Cũng may có người giúp đỡ nên vận trình không quá sa sút, sức khỏe tốt, ít khi ốm đau. Có điều, người đây phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình, có tài có chí, luôn chăm chỉ làm việc nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời. Khó làm nghề nghiệp lớn, tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện, cơm ăn áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Tháng 5 âm lịch,
mình chú chịu nhiều vất vả trong cuộc đời cũng trải qua nhiều biến cố lớn. Họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới, biết tiến, biết lùi. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyển khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai, mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người tuổi Thân Sinh tháng năm âm cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bản mệnh dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Tháng 6 âm lịch, tính tình thoải mái vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều, mà suy nghĩ lạc quan tích cực. Cuộc đời các hung hòa phúc đang xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Con cháu hiển binh phú quý, người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình, nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc không có gì phải tiếc nuối. Tháng 7 âm lịch, mùa thu hoạch, nên cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều. Sinh vào tháng này, người tuổi Thân biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật nhưng tài lộc không thiếu, cơm ăn áo mặc lúc nào cũng có. Tháng 8 âm lịch, sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiển vinh. Người tuổi Thân Sinh tháng 8 âm, trong năm trời sinh có phúc tướng. Cuộc đời hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp, thiên tư dĩnh ngộ, bản mệnh có tài có chí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người tuổi Thân Sinh tháng 8 mét, được quý nhân phò trợ, bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn, cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp. Con cháu hiếu thuận, chăm ngoan. Tháng 9 âm lịch, mệnh chủ là người có tài, có tinh thần tự lập, lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn trắc trở, dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào. Chuyện thị phi đeo bám, may mắn kém phần, các hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui xẻo, mưu sự tại nhân, mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm không có gì đặc biệt. Tuổi Thân Sinh tháng 9 âm, vận mệnh thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được. Tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi, lại có ý chí phấn đấu. Song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường. Đôi khi họ thất bại là vì có chí nhưng không có gan thực hiện, chỉ chỉnh chu làm những việc mình biết mà không dám mạo hiểm. Có điều họ là những người có thiên hướng nghệ thuật, nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu, thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Tháng 10 âm lịch, tuổi Thân Sinh tháng 10 âm, thông minh đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tinh thông kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ, tuy nhiên, không dám mạo hiểm những gì mình đang có. Chính vì thế mà bản mệnh chỉ dám làm những điều quen thuộc, sống an phận thủ thường, không dám khám phá những chân trời mới, thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu quyết tâm, chịu khó chịu khổ để lập nghiệp. Họ thích cuộc sống an nhàn, không sóng gió, không khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, tiềm ẩn dưới con người này vẫn là tài năng vượt trội. Nếu thuận thế theo kịp sự phát triển của xã hội, dám làm những điều mới lạ, dám chấp nhận thất bại, thì nhất định có thể làm nên chuyện trở thành người có địa vị trong xã hội và được nhiều người ngưỡng vọng. Tháng 11 âm lịch, cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhìn cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống, tính khí có phần thất thường hay nổi nóng, nhưng tính thẳng thắn, nên dễ đắc tội với người,
lại càng hay gây chuyện tự tạo kẻ thù. Là người có tài năng, họ không sợ ác bá, cường quyền hay giúp đỡ người yếu hơn mình. Tuy nhiên, người này phúc mỏng, gia đình không đủ tiềm lực trợ giúp mà mọi sự phải dựa vào chính sức mình. Trung vận bắt đầu có may mắn. Sự nghiệp khởi sắc dần, song cần chú ý, điểm báo cho thấy khoảng thời gian này bản mệnh có họa sát thân, làm gì cũng phải thận trọng. Cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, song cuối cùng vẫn được viên mãn. Sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận tốt đẹp, an nhàn hưởng phúc. Tháng 12 âm lịch, khi trời lạnh giá khiến cho con người mất cảm giác an toàn hay thay đổi dao động. Họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì. Nhưng may mắn, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vẫn có cuộc sống bình an khi về già. Con giáp này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc. Khi mà gia đình hòa mục, cha mẹ thương yêu, thời còn nhỏ, họ học hành chăm chỉ cũng giành được không ít thành tựu. Là con ngoan, trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa độc ác với ai. Cuộc sống của người này an nhàn, tuổi già hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Và sau đây là những ngày sinh đại cát, vận mệnh của người tuổi Mậu Thân. Sinh năm 1968, người tuổi Thân sinh ngày mùng 1 âm, mệnh cát tường, nam có tài năng thiên phú, nữ hiền lành, xinh đẹp. Cả hai đều có năng lực làm việc, có thể tự gây dựng sự nghiệp và phẩm chất đạo đức tốt. Người tuổi Thân sinh mùng 5 là người có thiên tính thông minh, bất luận là khả năng hay dũng khí đều mạnh mẽ hơn người, giỏi tùy cơ ứng biến, phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt với thời cuộc, có thể vượt qua sóng gió. Người tuổi Thân sinh ngày mùng 9 có đầu óc linh hoạt, ý chí cầu tiến và tham vọng mạnh, làm việc tới nơi tới chốn, thích hợp với công việc kinh doanh. Người này tính cách can trường, không lùi bước trước khó khăn, không ngại tranh đấu với người khác. Người tuổi Thân sinh mùng 10, nam nữ đều cát lợi, nam chủ khôi ngô nhanh nhẹn, nữ chủ thông minh xinh đẹp, tính cách trầm ổn, phóng khoáng, là người chính trực, thẳng thắn xử sự chân thành. Người tuổi Thân sinh ngày 14, mệnh mang đại cát phúc ấm tổ tiên, được sự giúp đỡ đắc lực của cha mẹ và quý nhân, một đời phú quý không cần lo lắng nhiều. Người tuổi Thân sinh ngày 25 là số tốt đẹp, có thiên hướng phát triển, có chí có tài, không hề nhàn hạ nhưng lại đắc lợi, mệnh có quan tinh, con đường quan lộ cực kỳ rộng mở. Người tuổi Thân sinh ngày 27, nam mệnh thông minh, giỏi tính toán, đầu óc linh hoạt, có khả năng kinh doanh, có khả năng làm giàu, nhất là từ trung niên, nữ mệnh thanh tú, tươi đẹp, ngoại hình có khí chất tao nhã. Người tuổi Thân sinh ngày 28 là người mang mệnh có quan tinh chiếu sáng, trời sinh giỏi lãnh đạo, công thành danh toại, có chức có quyền. Người này luôn có chí hướng tiên phong vượt lên trên người khác. 2. Vận mệnh người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi. Từ năm 57 tuổi tới năm 70 tuổi, mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968. Bước sang năm 2024, tức là đã bước sang tuổi 57, người tuổi Mậu Thân cũng không gặp phải vấn đề gì quá lớn lao trong năm. Mọi việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, giúp bản mệnh tránh được nhiều mối lo, thậm chí có nhiều thời gian để quan tâm hơn đến sức khỏe và những người thân yêu của mình. Phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, bạn là người có kinh nghiệm phong phú, nên có thể đưa ra được nhiều đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm nay, bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế của bản thân và nhận được sự tôn trọng, kính phục từ bạn bè, đồng nghiệp. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng tiến, nhờ những khoản thăng chức, tăng lương, hoặc nhờ những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư. Bạn không cần phải quá bôn ba, vất vả mà vẫn thu được tiền ào ào về túi. Mối quan hệ vợ chồng, con cái nhìn chung yên bình, khi mọi người biết hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của người khác. Tuy nhiên, hãy cảnh giác trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện, bằng cách giữ khoảng cách phù hợp với tất cả mọi người. Mệnh chủ tuổi Mậu Thân 1968,
bước sang năm 2025, tức là bước sang tuổi 58, tử vi năm 2025, tuổi Mậu Thân 1968 khá thuận lợi. Cuộc sống vào guồng ổn định, yên vui tận hưởng thành quả mà tuổi trẻ đã nỗ lực, vận quý nhân vượng. Công việc làm ăn suôn sẻ, gặp khó sẽ được trợ giúp kịp thời. Mọi việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, giúp bản mệnh tránh được nhiều mối lo, thậm chí có nhiều thời gian để quan tâm hơn đến sức khỏe và những người thân yêu của mình. Phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, bạn là người có kinh nghiệm phong phú, nên có thể đưa ra được nhiều đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm 2025, bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế của bản thân và nhận được sự tôn trọng, kính phục từ bạn bè, đồng nghiệp. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhờ những khoản thăng chức, tăng lương hoặc nhờ những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư. Đương số không cần phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được tiền về, tình trạng sức khỏe được cải thiện đáng kể. Ra đạo cũng thêm phần hài hòa, có hỷ sự trong nhà, như cưới hỏi hay thêm con cháu. Có điều, đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là tai nạn về đường sông nước. Ngoài ra chú ý vấn đề ăn uống, tránh nguy cơ bị ngộ độc. Mối quan hệ vợ chồng, con cái nhìn chung yên bình, khi mọi người biết hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của người khác. Bước vào năm 2026, mệnh chủ Mậu Thân đã 59 tuổi, có vận sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một, nếu bạn đã nghỉ hưu thì sẽ có cơ hội đón nhận công việc mới. Hai, nếu bạn còn đang làm việc thì nên tập trung vào nghề chính của mình, bởi khi thương quan vượng ấn, nó chỉ cho người này lựa chọn vào một ngành nghề. Nếu ngành chính thành công, thì nghề phụ thất bại. Nếu nghề phụ vượng, thì nghề chính lụi. Nó nhắc nhở người này không nên quá tham lam và phải biết bằng lòng viết. Hiện tại, mệnh chủ có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt. Tuy vậy, vận trình của bạn là hung cát cùng tồn tại, nên có thể thất bại của người thân, người lớn tuổi trong nhà sẽ khiến bạn phải đứng ra gánh vác. Điều này báo hiệu một năm hao tiền tốn của, nhưng tiền thu về vẫn có. Trong năm, bạn khó mà tránh khỏi họa khẩu thiệt, nghĩa là họa từ miệng. Người này khẩu xà tâm Phật, nên dễ bị người khác hiểu nhầm, tự mình làm xấu đi hình ảnh của mình với người thân, bạn bè. Người này nên giữ khẩu đức, không nên buông lời miệt thị, dèm pha nói xấu, gây thị phi tổn thương người khác. Ngoài ra, cũng không nên quá khắt khe với người lớn tuổi trong nhà. Mâu thuẫn với người già chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, đã bước sang giai đoạn tuổi cần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Giai đoạn từ 60 đến 65 tuổi được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to, gió lớn. Dường như bạn chưa tìm ra được hướng đi mới để bứt phá, nên chỉ có thể tiếp tục những công việc đã quá quen thuộc từ trước tới nay. Về công việc, đương số cần chú ý tập trung làm cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là ở cả những công việc mình đã quen tay. Trong quá trình trao đổi hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn nếu khăng khăng làm theo ý mình, bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Về tiền bạc chưa có gì thay đổi đáng kể. Bạn chủ yếu duy trì được các mối nguồn thu của mình, nhưng nếu không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, giai đoạn này có thể xảy ra sự cố bất ngờ, cần dùng đến tiền. Khuyên con giáp này nên tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiết kiệm phòng khi khẩn cấp. Chăm lo cho sức khỏe, vợ chồng nên gắn kết yêu thương, hạn chế xích mích không đáng có. Giai đoạn từ năm 66 đến 70 tuổi, mệnh chủ Mậu Thân giờ là lúc an hưởng tuổi già. Nếu làm kinh doanh thì phương diện công việc khó khăn, áp lực tinh thần lớn hơn trước. Mệnh chủ có thể vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục do hung tinh tác động, đồng thời có điềm tiểu nhân đeo bám, thị phi bủa vây, thương trường như chiến trường, cạnh tranh khốc liệt, cơ hội việc làm vốn đã ít, nay lại càng khó khăn hơn. Sau những năm tháng nỗ lực phấn đấu,
thì nay là lúc phương diện tài lộc dồi dào. Có khi chính tài đưa mệnh chủ về nguồn thu nhập, lương hưu tăng lên, chưa tới mức đột phá, nhưng cũng đủ giúp tinh thần vững vàng. Người kinh doanh buôn bán cũng đạt mức doanh thu mong đợi, lại có tử vi đại cát tinh soi chiếu, mang tới vận quý nhân vượng. Được người quyền thế giúp sức như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa, miễn là đương số nỗ lực và kiên trì tới cùng, mọi sự cũng thành được 7 đến 8 phần. 3. Tương sinh, tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Sinh năm 1968, Mậu Thân hợp con số nào? Nam hợp các số 9, 8, 5, 2. Nữ hợp các số 7, 1, 6. Sinh năm 1968, Mậu Thân hợp hướng nào? Nam mạng, hướng đông, đông bắc, sinh khí, tây bắc, phúc đức, tây, thiên y, tây nam, phục vị, hướng không hợp, bắc, tuyệt mệnh, đông nam, ngũ quỷ, đông, họa hại, nam, lục sát. Nữ mạng, hướng hợp, đông nam, sinh khí, nam, phúc đức, đông, thiên y, bắc, phục vị. Hướng không hợp, tây nam, tuyệt mệnh, đông bắc, ngũ quỷ, tây, họa hại, tây bắc, lục sát. Sinh năm 1968, Mậu Thân hợp tuổi nào? Nam mạng trong làm ăn hợp, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão. Tuổi Kỵ, Tân Hợi và Quý Hợi. Nữ mạng trong làm ăn hợp, Quý Sửu, Ất Mão, Kỷ Dậu, tuổi Kỵ, Tân Hợi và Quý Hợi. Vật phẩm phong thủy giúp tuổi Mậu Thân 1968 thu hút tài lộc. Các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy mà bạn có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho tuổi Mậu Thân 1968. Gậy như ý, gậy như ý với vóc dáng thon gọn và chắc chắn, tượng trưng cho sự định hướng và quyết tâm trong việc đạt được mục tiêu. Với người tuổi Mậu Thân, gậy như ý có thể tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ trong sự nghiệp và cuộc sống. Hình ảnh gậy thể hiện quyền lực và sự thống trị, giúp những người này có khả năng lãnh đạo và định hướng trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, gậy như ý còn mang đến ý nghĩa về may mắn và thịnh vượng, với ý nghĩa là vật phẩm phong thủy tốt nhất cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Quyền trượng không chỉ mang lại sự uy tín, mà còn tạo ra một môi trường tương thích cho sự phát triển và thăng tiến. Khi bạn đặt quyền trượng trong không gian của mình, bạn đang tạo ra một dòng năng lượng tích cực, giúp bạn tận dụng tối đa khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Phật bản mệnh, Đại Nhật Như Lai là hình ảnh của Đức Phật, thể hiện sự thanh tịnh và sự giác ngộ cao quý với tuổi Mậu Thân. Việc có tượng Phật bản mệnh trong nhà làm tăng cường tinh thần yên bình và lạc quan. Đức Phật là biểu tượng của lòng từ bi, giúp người này luôn duy trì tính thiện lành và lòng nhân ái đối với mọi người xung quanh. Đại Nhật Như Lai thể hiện sự khai sáng và trí tuệ, giúp người tuổi Mậu Thân truyền tải tinh thần tĩnh lặng, tập trung tinh thần và thúc đẩy sự phát triển tư duy. Cây tài lộc. Cây tài lộc thể hiện sự phát triển và thịnh vượng, biểu tượng cho sự thăng tiến và thành công trong mọi khía cạnh. Với tuổi Mậu Thân, cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ sức sống thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Mậu Thân. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Màu sắc may mắn. Đối với tuổi Mậu Thân 1968, theo ngũ hành phong thủy tương sinh, tương khắc, thì người sinh năm 1968 thuộc mệnh thổ,
nên có màu bản mệnh là vàng sẫm, nâu đất là hành thổ, và hỏa sinh thổ, nên màu tương sinh là màu đỏ, hồng, cam, tím. Màu kiên kỵ của hành thổ là hành mộc, với các màu xanh nọn chuối, xanh lá cây. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Bất ngờ cuộc đời Mậu Thân 1968. Từ 57 đến 70 tuổi, thần tài báo mộng, tiền vàng chặt két, từ nay tới già, binh hoa phú quý, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, phần cuối chương trình là chuyên mục lời Phật dạy. Tử vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe. 1. Sự khiêm tốn, đức hạnh, khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay. Chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi. Sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, lượn cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiển cận, bằng lòng với hiện tại, lười biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người, càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe,
khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo, còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặt bìa chuyện, thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn. Lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng. Còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất chúng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay. Tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có. Phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào. Giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát. Bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y, thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn. Trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kiêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn. Bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha, và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử. Đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. 2. Không làm các điều ác. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ. Nên làm các việc lành.
tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. Chín lời chư Phật dạy, kinh pháp cú, phẩm Phật Đà. Câu 183. Chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hàng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta từ 6 căn không làm các việc ác mà làm các việc thiện, chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này ngay trong cuộc sống thường nhật, không làm các việc ác mà làm các việc thiện. Đó là chứng minh chúng ta tu hành thành tựu, đó là con đường tránh để học Phật. Không làm ác mà làm lành là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán, cho nên chúng ta xem thường nó. Như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tín và nguyện của chúng ta là bất chánh, mà bất chánh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo, rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao. Và ngược lại, một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm, thì thật. Tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành mà được vậy. Tu hành thì chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là trở hành. Tư Vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc chánh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác là phạm giới, việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa tam vô lậu học như sau: giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân chánh của tam vô lậu học là nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc chỉ giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định, định không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có. Tọa thiền nhập định chỉ là một loại trợ hành mà thôi. Chư ác mạc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, quả thật là một huấn thị tuyệt vời, hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca. Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành, mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày, một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu. Đạt được những vấn đề này quả thật không dễ. Như vậy mới chính là công phu tu tập. Cho nên chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý. Đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã.
trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành, sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng để cầu siêu giải được không, mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi, thì không thể ngộ được lý không. Bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không à không à thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi, làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hàng ngày thường nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến Lục Tổ Đàn Kinh. Người sau này đọc Lục Tổ Đàn Kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của Lục Tổ được xây dựng trên cơ sở của câu làm việc chánh, tức là đạo, không có công phu bình thường. Làm việc chánh, tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong Lục Tổ Kinh, vị bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thủ thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc chánh, tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải chỉ giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, pháp môn đốn ngộ cũng là công phu thường ngày, là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày. Tâm bình hành trực, tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì rụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc chánh là đạo, cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau. Người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên Lục Tổ nói, Phật Pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc Đàn Kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như, trong một sát là vọng niệm tiêu diệt, nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục Tổ khai lập phương tiện như vậy không sai, nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy, tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chữ ác mà tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo. Đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục Tổ Kinh, vị bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng phát môn niệm tu, pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi. Tự thức bổn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh. Nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh. Trong cuộc sống hàng ngày như Mã Tổ Đạo Nhất nói bình thường tâm thị đạo, đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày, trong thời cận đại và đương đại, như Đại sư Hư Vân và Chư Tôn Đức hiện tại cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi Tử Vi thiền là gì, Tử Vi trả lời họ, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn, đó là thiền. Chúng ta hàng ngày thường hành chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi, bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự. Gương mẫu
người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng nếu chúng ta làm việc tốt thì được mọi người khen ngợi và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được. Nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu thì bị mọi người khinh thường. Tuy họ không nói ra nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày, thật đáng sợ. Một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ: chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.